Công đức của việc lòng thành tâm cũng rất là mong muốn được sử dụng đúng mục đích để tu bổ xây dựng thêm cho nhà chùa, cho khang trang thêm một tí nữa. 8 hoặc là đến 10 bao tiền, rồi là lúc đó là họ chở đi, họ gọi là chở đi đêm, không theo dõi sổ sách cũng ai được cả. Thưa quý vị, với văn hóa tâm linh của người Việt Nam, gần như ai cũng đã từng góp tiền công đức tại các đền chùa. Tuy nhiên, tiền công đức được quản lý, chi dùng vào mục đích như thế nào lại là một điều vừa gần gũi vừa bí ẩn. Thường thì khi nói đến các vấn đề tài chính thì chúng ta cần một vài con số cụ thể nào đó. Nhưng câu chuyện hôm nay, dù muốn nhưng chúng tôi cũng không có được con số chính xác nào về số tiền công đức mà các khu di tích thu được các năm qua. Bởi từ trước đến nay vẫn chẳng có một thống kê nào được thực hiện khi mỗi đền chùa đều có một cách quản lý tiền công đức riêng của mình. Những ngày đầu năm, chùa Hương lúc nào cũng đông nghẹt du khách thập phương. Vì thế mà hòm công đức cũng được đặt ở nhiều nơi trong chùa để mỗi người góp chút thành tâm nơi cửa Phật. Cứ thêm một ngày, cuốn sổ ghi lại dày thêm nhiều trang mới. Vì là tấm lòng của người dân, nên nhà chùa không muốn nhắc đến số tiền công đức thu được qua các năm. Chỉ biết rằng giờ đây, quần thể khu di tích chùa Hương có được diện mạo như thế này là nhờ nguồn đóng góp đó, và toàn bộ số tiền thu được từ trước tới nay đều do nhà chùa tự thống kê và quản lý. Tất cả khi mà chúng tôi được phép của Ủy ban dân huyện Mỹ Đức theo quyết định thành lập của ban xây dựng chùa Hương thì đều gửi vào ngân hàng và để sử dụng trong xây dựng tái thiết. Khu di tích đền Bà Chúa Kho, dù khoảng sân nhỏ nhưng ban quản lý cũng bố trí gần 10 bàn ghi công đức, từ 50, 100, mỗi người góp ít, vậy mà gom vào thành tiền tỷ. Năm nay thì chưa biết, nhưng theo lãnh đạo ban quản lý, năm trước nhà đền thu được khoảng 15 tỷ đồng. Theo quy định, nguồn thu từ tiền công đức phải được công khai, minh bạch. Tuy nhiên công khai với ai, minh bạch như thế nào thì lại không quy định rõ ràng. Thế nên khi phóng viên muốn tiếp cận hồ sơ sổ sách để minh bạch tiền công đức trong thời gian qua thì bị từ chối và chỉ nhận được cam kết thu chi chặt chẽ, có thống kê cụ thể từ lãnh đạo ban quản lý khu di tích này. Tất cả những cái số liệu ấy phải là chuyên môn, kế toán. Bây giờ mình nắm thế nào được cái chi tiết đấy. Hiện nay, ngoài việc dùng để lo các hoạt động hàng ngày như mua nhang đèn, trả công cho những người phục vụ, thì tiền công đức tại các khu di tích thường được báo cáo sử dụng vào các mục đích như trùng tu hạ tầng di tích và đóng góp một phần vào ngân sách nhà nước. Hiện nay mô hình quản lý di tích chưa thống nhất, vì vậy mỗi di tích lại có một cấp hoặc nhiều cấp khác nhau cùng quản lý, nơi thì do cá nhân tự thu chi, nơi do nhiều cấp thu và quản lý. Nên hay là không quản lý tiền công đức, câu hỏi này cũng đang là vấn đề có nhiều ý kiến trái chiều giữa cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị liên quan khi chưa tìm được một tiếng nói chung. Trong khi đó thì trên thực tế, tại một số nơi đã xảy ra tình trạng tiền công đức bị trục lợi khi sử dụng sai mục đích tiền công đức. Thậm chí, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vụ việc biển thủ hàng tỷ đồng tiền công đức. Câu chuyện xảy ra tại khu di tích đền ông Hoàng Mười Nghệ An cách đây 5 năm trước là một minh chứng điển hình khi vụ việc được phanh phui bởi chính một người trong cuộc. Tiền công đức mà nhân dân đóng góp vào để tôn tạo xây dựng đền rất là lớn. Hàng ngày khách thập phương vào rất đông. Thì hồi đó là cái tiền công đức á, là chủ yếu là do cái ông trưởng ban và một số anh em thường trực trong ban là cầm chìa khóa mở thùng công đức và tự kiểm đếm tiền, xong đó là không ghi sổ sách và cũng không nộp, và sau khi đếm xong cũng là không có hồ sơ, không có tài liệu theo dõi và không công khai số tiền đấy. Và dần dần thì cũng ai biết số tiền là bao nhiêu. Cái thứ hai, một số tiền mà hành sai trên bàn thờ như hồi xưa là các cái thùng giọt dầu á, là các họ là thường để khoảng 8 hoặc là đến 10 bao tiền, rồi là lúc đó là họ chở đi, họ gọi là chở đi đếm. Chở đi đếm thì việc chở đi đếm cũng không biết, là không theo dõi sổ sách cũng ai được cả. Có một lần chứng kiến là các ông đếm được 900 triệu đồng tại cái đếm đó. Sau khi đếm xong thì các ông bỏ túi sách trong mang về nhà, ông chẳng có công khai, cũng không có hồ sơ theo dõi. Thì tôi biết cái đó là không minh bạch rồi. Tôi tiến hành, tôi yêu cầu các cơ quan về lập biên bản. Không ghi sổ sách, đưa tiền đó.
Vụ việc tiêu cực đó đã được đưa ra ánh sáng. Những người trong ban quản lý khu di tích cũng lập tức được thay thế. Nhưng điều quan trọng hơn là công tác kiểm tra giám sát tiền công đức tại khu di tích này sau đó đã được quan tâm hơn, mà hiệu quả của nó có thể khiến những người lạc quan nhất không dám tin là sự thật. Một buổi thu tiền tại các hòm công đức ở khu di tích đền ông Hoàng Mười. Thay vì chỉ có những người trong ban quản lý như trước đây, thì nay để có thể mở khóa các hòm công đức, bắt buộc phải có đầy đủ 5 thành viên của tổ giám sát với nhiều ban bệ, thành phần như phó ban kinh tế huyện, chánh thanh tra huyện hay cả trưởng phòng văn hóa thông tin. Đối với mỗi hòm công đức thì đều có 2 bộ chìa khóa và đồng thời có một cái bộ mật mã của khóa. Thì để quản lý tốt cái việc này thì ban quản lý là giữ một bộ chìa khóa do trưởng ban giữ và đồng thời một bộ khác thì là do tổ trưởng của tổ giám sát của hội đồng nhân dân huyện sẽ giữ cái khóa này, và mỗi lần mở khóa thì đều có các cái thành phần đầy đủ theo quyết định 18 nên mới thực hiện cái việc mở cái hòm công đức. Toàn bộ số tiền sau khi gom về sẽ được niêm phong tại một phòng riêng ở khu di tích. Vì đang là cao điểm dịp lễ đầu năm, tiền công đức cũng nhiều hơn nên cứ 3-4 ngày lại kiểm đếm một lần. Quá trình này cũng được tổ giám sát kiểm tra bằng cả mắt thường và camera an ninh. Chậm nhất sau 48 giờ đồng hồ, kể từ lúc hoàn tất, sẽ phải chuyển tiền ra kho bạc nhà nước. Chặt chẽ hay không thì chưa dám khẳng định. Chỉ biết rằng từ khi thay đổi cách thức giám sát đến nay, số tiền công đức mỗi năm thu về đã gấp hàng trăm lần so với thời điểm trước năm 2013. 10 năm kể từ năm 2013 về trước, là họ chỉ nộp lên xã khoảng 1 tỷ 400 triệu đồng thôi. Nhưng mà sau khi tôi làm ra cái vụ này thì sau một năm sau là số tiền lên tới 10 tỷ đồng một năm. Và đến cái thời điểm năm sau là 11 tỷ và những năm 2017 vừa rồi là được khoảng 14 tỷ đồng. Những người liên quan trực tiếp trong vụ biển thủ tiền công đức 5 năm về trước đều đã qua đời nên chẳng ai muốn gợi lại chuyện cũ nữa. Còn người tố cáo việc khuất tất trước đây giờ là thành viên trong ban quản lý đền. Sự ngay thẳng và liêm khiết của ông đã được địa phương tín nhiệm giao cho công việc rất dễ nảy lòng tham này.